Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Hào, người này nè. Vâng, bạn của con. Nguyệt Hoa, sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì sao? Tôi đến nhà cậu để hỏi cậu có muốn cùng đến chỗ của dì Dương Phàm xem triển lãm hay không? Có vẻ cô bé này là người đang theo đuổi Trương Hạo. Bọn trẻ bây giờ cởi mở thật, trực tiếp tìm đến nhà luôn. Nguyệt Hoa, tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là bố mẹ và chị của tôi. Cháu chào bố mẹ và chị của Trương Hạo ạ. Cháu xin lỗi, làm phiền mọi người rồi. Tên cháu là Mẫn Nguyệt Hoa, mong được chỉ bảo thêm ạ. Chào cháu, chào cháu. Cô bé này khá là lễ phép đó. Sổ tay tác chiến yêu đương của chú quản gia hình như là có tác dụng rồi. Theo đuổi con trai để lại ấn tượng tốt cho người nhà và bạn bè của cậu ấy trước. Theo đuổi con trai nhất định là phải chủ động. Mẫn Nguyệt Hoa đúng không? Có phải em thích Trương Hạo muốn hẹn hò với em ấy hay không? Đúng, em thích Trương Hạo nhất. Bây giờ chị nói cho em biết, các em tuyệt đối không. Hạo Hạo, bố đã nói với con rồi, không được phép yêu sớm. Không phải đâu bố nghe con nói. Cấp 3, Nguyệt Hoa mới bắt đầu đến trường đi học, trước đây đều mời giáo viên dạy học ở nhà. Vì vậy ít khi tiếp xúc với người khác, không giỏi ăn nói, con thấy cô ấy như vậy. Nên đã cùng Năm Nhất Nồng dạy cho cô ấy cách giao tiếp với người khác, cô ấy rất là cảm ơn bọn con, không phải là kiểu yêu thích kia đâu. Ấy quỷ mới tin con, người đã đến tận đây rồi, con coi bố là kẻ ngốc à. Mẫn Nguyệt Hoa phải không, cảm ơn cháu đã thích con trai bảo bối của chú. Nhưng chú không hy vọng thằng bé yêu đương khi vẫn còn học cấp 3. Cháu có thể thích thằng bé, nhưng đừng theo đuổi thằng bé. Nguyệt Hoa, hôm nay nhà tôi có hộ hàng đến, không tiện lắm, sau này nói chuyện sau nhé. Bố ơi, chẳng phải chúng ta đi đón cô hay sao? Chúng ta đi thôi, chuyện này nói sau đi. Không được yêu đương sao? Cháu và người khác đương nhiên là có thể, nhưng mà chắc chắn là không thể nào với Hạo Hạo nhà cô. Mẹ bố mẹ yên tâm, bọn con vẫn còn là trẻ con mà, sẽ không nghĩ những chuyện đó đâu. Mau đi đón cô đi, bố mẹ yên tâm, chuyện này giao cho con giải quyết đi. Bố mẹ đi đón cô trước đi, con đưa bạn nhỏ này về. Làm phiền con nhé Thiên Cầm, em gái chúng ta đi thôi. Hoán đã. Không đúng, bạn học Nguyệt Hoa. Mùi hương này, quả nhiên con nét này thích cô bé nhà người ta rồi. Không sao, em còn có chị yêu em. Trương Thiên Cầm, con được lắm. Con đừng tưởng mẹ không biết con đang có dự định gì. Quán đã, con qua đây cho mẹ. Hôm nay là lần đầu tiên gặp cô, rất là quan trọng hả? Nguyệt Hoa, cậu mau về đi, hôm nay thật sự là không tiện. Được, tạm biệt Trương Hạo. Bố Trương Hạo, mẹ Trương Hạo và cả chị của Trương Hạo, tạm biệt. Cô bé này xinh đẹp đấy, chỉ là có hơi lễ phép quá. Có vẻ như được giáo dục khác thường, không phải mùi hương trên người cô ấy. Nghĩa nào còn có người phụ nữ khác thân thiết với Hạo Hạo hay sao? Rốt cuộc là ai? Bắt buộc là phải tìm Hạo Hạo nói chuyện mới được. Chị bên này. Đây. Quốc Hoành. Mày à, đợi con với, đi nhanh thế làm gì? Anh họ lạnh lùng đẹp trai của mình đâu? Mệt chết con rồi.